cũng như Duy Mệnh, Hà Đức Chinh cũng đón Tết Canh Tí với những hạnh phúc ngập tràn. Cho dù năm Canh Tí với chân sút của SHB Đà Nẵng và đội tuyển Việt Nam có nhiều niềm vui và nỗi buồn, nhưng như Đức Chinh chia sẻ, những dự định của anh đều đã thành công. Tụi em là khi thi đấu xa nhà, khi được về của đoàn tụ của gia đình, cùng gia đình thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được cùng gia đình đoàn tụ. Và thường thì em về nhà thì em thường phụ giúp mẹ, như kiểu lâu dọn dẹp nhà cửa và sắm xếp các đồ ở trong nhà để cho một cái Tết của mình có thể ấm cúng hơn và có thể rực rỡ hơn. Đến cái dịp Tết là đối với em nó là rất quan trọng. Khi về Tết em được sum vầy cùng gia đình, được mọi người, được ông bà, mẹ, em gái ở nhà cùng để đoàn tụ thì cảm giác của em rất là vui và em rất là hạnh phúc khi được về nhà cùng mọi người. Thật sự là năm 2019 thì bọn em cũng có những cái thành công và có những cái là chưa làm được. Ở năm 2020 thì mục tiêu của em sẽ là đầu tiên sẽ là ở cấp câu lạc bộ, thì em sẽ cố gắng về câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, em sẽ cố gắng thi đấu để đạt được một cái kết quả tốt, và thứ hai là mình sẽ cố gắng được tập trung ở cấp đội tuyển để có thể thi đấu xuyên suốt cùng đội tuyển và các câu lạc bộ. Và ngày Tết sẽ giúp gia đình em sum họp đầy đủ và vui vẻ bên nhau và chia sẻ của một năm trôi qua 2019 vừa rồi. Năm Canh Tí 2020 sẽ là một năm đầy ắp những sự kiện bóng đá và cũng có thể sẽ là năm mà Hà Đức Chinh vươn lên một tầm cao mới trong sự nghiệp và sẽ là một Hà Đức Chinh trưởng thành và bản lĩnh để những thành công nối tiếp những thành công và để cho câu chuyện Tết năm sau sẽ chỉ toàn là những thành công.